nhá. Dạ. Đau lắm không? Thôi thì cố gắng nhá. Anh cho kiên coi. Thấy không? Chú ơi. Cho lại phỏng vấn tí nhá. Gọi đồng chí nóng tính kia lại. Cảm ơn tí phút đi. Lấy cái micro cơ. Thấy bỏ lỡ nhiều quá ông thức. Ờ, nhưng không sao. Để muốn giữ sức còn chiến đấu thế là muốn thay Cường vào còn trẻ. Không, để giữ sức. Không chỉ cuối. Không được game, vì lúc, vì còn sẽ game Corona. Bởi vì là cái trận đấu đầu tiên cũng thua là do Corona. Corona nó. Bạn ấy là nó phục hồi. Đấy, 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 ảnh chuyên nghiệp quá nhá, đứng vào đi, đứng vào đi. Bấm gái. Có Quang lấy cái micro cho anh ấy. Đây. Okay. Hiểu. Now we get 4 game and after Cường chưa được vào, chú sắp được lợi này quá hay. Lầm này quá hay. Pinto hơi điên. Tôi chào. Chào. Unlucky. Này Tiến Thành đã hay quá Thành nhá. Đây quả Pinto vẫn Bên này luôn. Cái phó của em là cứ thi vừa thi đấu vừa.